Vậy là sau 2 tuần mình đã kiếm được 6 triệu trên con game Era 7. Chào anh em, bữa giờ mình ít ra video á, là do mình cheat cái con game Era 7. Nếu anh em nào mà vẫn kiếm tiền miễn phí trên con game Era 7 á, vẫn khá là ngon nha. Ngày trước chơi từ sáng đến tối, trong vòng một ngày mình có thể cheat được hơn 5 rep. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại á, nó khó hơn rồi anh em. Khó nhưng không phải là không cheat được nha. Mình có làm một video hướng dẫn anh em rồi. Nếu như chúng ta cheat một lần nhiều acc á, thì trung bình mỗi ngày anh em sẽ cheat từ 1 cho tới 2 acc nếu như không có nhiều thời gian giống như mình. Cheat rep một acc thành công, chúng ta đã có 4 đô ở thời điểm hiện tại rồi. 4 đô cho một acc ha. Mình mới quay lại cheat cái con game này một thời gian thôi, và cái lượng tiền mình kiếm được từ rep này, từ việc cheat này, từ việc đầu tư này, nó khoảng vài trăm đô. Trong cái tài khoản Bybit của mình ban đầu nó vẫn đang có là hơn 100 đô, và mình nạp thêm vô cái số tiền mà mình kiếm được từ Era 7. Cái này không phải là tổng tiền mà mình cheat được đâu nha. Trong này nó có tiền là mình tuyển rep này, nhưng mà tuyển rep không được nhiều đâu anh em, tại vì cái con game này ít người chơi lắm, chủ yếu là cheat rep thôi anh em ạ. Và một nửa là cái tiền mà mình đầu tư, còn đâu là toàn tiền cheat không đó anh em. Thì nó khoảng hơn 200 đô ha, 250 đô. Thì bây giờ mình sẽ bán luôn. Bây giờ chúng ta muốn bán cái USDT á, thì anh em cần phải chuyển nó qua cái tài khoản Funding. Tài khoản giao ngay qua tài khoản Funding nha anh em. Và chúng ta nhập cái số USDT mà anh em muốn chuyển. Ví dụ mình muốn bán là khoảng 250 đúng không? Vì mình đã kiếm được trong vòng 2 tuần. Đó, mình bán. Rồi xác nhận chuyển này. Để lấy lại cái số vốn thì trước mình đầu tư ha. Đầu tư 2 acc thì khoảng 150 đô anh em ạ. Bán 250 đô, vậy là sau 2 tuần mình lời được 200 đô. Tính cả cái tiền mình cheat luôn đó nha. Nếu anh em mà tập trung cheat không á, thì mỗi ngày cheat một acc thôi cho nó đơn giản ha. Kiếm ít tiền mua cà phê uống cũng được ha. Rồi bắt đầu ngay này, mình vô cái phần bán này. Rồi phương thức thanh toán mình sẽ chọn là bank transfer. Mình sẽ chọn cái người đầu tiên này, bán này. Chúng ta chuyển qua Funding thì cái số dư này nó mới có nha. Còn để ở bên Spot thì nó sẽ không có đâu. Mình bấm tất cả này, hoặc là bấm qua bằng Fiat này. Tất cả này, nó sẽ hiển thị số tiền ra ha. Bằng Crypto đi, rồi bấm tất cả này, rồi bấm bán này. Mình có làm một video hướng dẫn anh em cách giao dịch B2B ở trên cái sàn này rồi. Nếu như cần anh em có thể là xem lại ha. Đương nhiên nếu như anh em nào mà thấy phiền phức quá thì anh em cũng có thể liên hệ cho mình. Mình thu mua USDT cho anh em luôn, hoặc là đồng ERA, đồng GOT mà anh em đang có. Min bán sẽ là 10 đô nha. Nếu như anh em không có gas thì mình sẽ hỗ trợ gas cho anh em luôn. Đợi một lúc thì họ gửi tiền cho mình rồi này anh em. Đây, cộng 6.042.000 ha. Tên là Nguyễn Thị Thùy Linh. Thấy chưa? Đúng chưa? Chuẩn nhá. Đây, tên của người ta này. Anh em có thể là vô trực tiếp ngân hàng để kiểm tra coi số dư nó tăng hay chưa. Nếu như đúng rồi thì bấm phát hành ngay cho người ta ha, để người ta nhận được cái số USDT này. Rồi bấm phát hành ngay vì mình đã nhận được tiền rồi nha anh em. Xác nhận. Rồi nó cần yêu cầu mình phải xác minh số điện thoại nữa này. Bán thành công rồi nha anh em. Vậy là sau 2 tuần mình đã kiếm được 6 triệu trên con game Era 7. Tập trung chơi thì có thể là kiếm được nhiều hơn, nhưng mà thời gian mình không có, một ngày chỉ cheat khoảng 2 đến 3 acc thôi. Và trung bình một ngày cheat thành công 1 cho tới 2 acc. Chơi thì nhiều nhưng mà có đủ cái lượng gót để rút được tiền hay không đó, nó mới quan trọng anh em. Anh em tạo acc trong ngày đầu tiên thì sẽ không đủ 20 gót đâu. Để kiếm đủ 20 gót thì chúng ta cần phải mất 2 cho tới 3 ngày mới đủ nha.